Đây là sản phẩm bánh bông lan cuộn matcha của công ty thực phẩm Hokkubu Food. Những chiếc bánh đậm đà vị trà xanh Nhật Bản này được làm từ những nguyên liệu chọn lọc ở Hokkaido. Wow, bánh này lạ quá ta. Mọi nhìn xem, kem này là kem tươi hoàn toàn luôn. Có vẻ rất ngon. Wow, vị kem matcha tan vào miệng. Trời, ngon quá em à. Vị kem rất là béo, rất là thơm. Vị matcha rất là bùi nữa. Thấy bánh này rất là tuyệt vời á. Nó ở Việt Nam chưa có bao giờ. Hy vọng là các bạn ở Việt Nam cũng sẽ ăn thử bánh matcha này. Hy vọng là các bạn sẽ thích.